Vâng, Sử Gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Thưa quý vị, đây là chiếc giường nữ hoàng trên chất liệu gỗ gõ đỏ tự nhiên mà hôm nay Mộc Nam Huy muốn giới thiệu đến tất cả quý anh chị nhé. Đây là chiếc giường được làm với quy cách chiều rộng là 1m8 và chiều dài là 2m. Đây là kích thước của lọt lòng nệm quý anh chị nhé. Còn là kích thước phủ bì sẽ là bề rộng 1m86 và bề dài là 2m2. Đây là một trong những mẫu giường cao cấp tại xưởng gỗ của Mộc Nam Huy, và đây là mẫu giường nữ hoàng được làm với cái chiều cao từ đất lên tới hết cái phần đầu giường lên tới là 1m rưỡi. Và đây là một trong những chiếc giường hiếm hoi được Mộc Nam Huy làm và sử dụng hai tấm ô chám chất liệu gỗ gõ lào, và các cái phần bông vân được làm và lựa từ trong một cục gỗ ra. Đó, là quý anh chị có thể nhìn thấy là cả hai bên đường nét bông vân đều là đối xứng với nhau quý anh chị nhé, có nghĩa là trong cùng một cục gỗ lát ra. Đây là mẫu giường được sử dụng thang dạt chất liệu gỗ bằng lăng, là một trong những loại thang dạt phải nói là có cái độ bền rất cao, khả năng chống mối mọt và độ đàn hồi cực kỳ tốt. Ngoài việc sử dụng các cái phần thang dạt này thì quý anh chị có thể sử dụng trên các cái phần thang dạt gỗ bích nhé, thang dạt phản. Nếu như quý anh chị sử dụng dạt phản gỗ bích thì anh chị có thể cộng thêm 2 triệu cho một bộ giường bất kỳ. Và đây là sản phẩm có giá 18 triệu trước khi đi đến với chi tiết. Tại đây thì chiếc giường được làm theo mẫu nữ hoàng, và ở cái phần đầu giường này được Mộc Đoan Huy làm và đục chạm các cái chi tiết theo kiểu dáng hoa lá tây. Ở đây thì quý chị có thể thấy ở giữa này là một cái chi tiết vỏ sò được đục rất là sâu quý chị nhé, được đục rất là sâu và rất là nét. Xung quanh là các cái chi tiết hoa lá tây kết hợp với các cái đường lọng rất là đẹp, quý chị có thể theo dõi trên cái phần tó này, rất là đẹp quý chị nhé. Ở hai bên các cái chi tiết hoa lá tây được đục và đục dài cho tới sát cái phần chân giường luôn. Ở giữa bên dưới thì cũng được làm một cái tấm này là tấm đắp nổi lên quý anh chị nhé, đắp nổi lên cũng được đục chạm các chi tiết hoa lá tây rất là đẹp. Và đặc biệt nhất, đẹp nhất ở trên chiếc giường này đó là về hai cái tấm chám này. Đây là hai tấm chám được Mộc Đam Huy làm và sử dụng bằng chất liệu gỗ gõ đỏ của Lào. Quý anh chị có thể thấy rằng là hai cái phần bông vân ở hai bên được xếp đối xứng với nhau. Về trên chất liệu gỗ gõ đỏ Lào thì khi quý chị có thể thấy rằng là dù sơn theo bất kỳ kiểu gì thì cái màu sắc của nó luôn luôn là nó khác biệt so với các cái phần gỗ gõ đỏ Nam Phi, và quý chị có thể nhìn thấy các đường vân nó rất là đẹp quý chị nha. Sử dụng những cái bộ giường này thì ngoài việc chúng ta nằm nghỉ ngơi thì quý chị cũng có thể thưởng thức những cái phần bông vân rất là đẹp để dành cho những anh chị yêu đồ gỗ và thích các cái phần bông vân gỗ. Về phần cột giường, tại đây thì giường được làm theo các cái phần chân cột là cột 10, đấy, cột đặc nguyên khối, được đục chạm thêm các chi tiết hoa lá tây và được đục rất là sâu và rất là đẹp quý chị nhé. Đục hai mặt cạnh trước và cạnh hông, đó, dày liền hoàn toàn, nguyên khối là 10 phân. Các bản vai ở đây được làm với chiều dày là 3 phân và bản vai được làm với chiều cao là 24 phân, rất là đẹp và sạch sẽ. Ở trên những cái mẫu giường này thì dành cho quý anh chị sử dụng nệm rơi vào tầm từ 10 tới 15 phân là đẹp nhất quý anh chị nhé. Vì tại đây phần đuôi giường cũng được làm cao lên so với mặt giường là đi 10 phân quý anh chị nhé. Đó. Phần đuôi giường cũng được làm với các cái phần chân dày dày liền 10 phân, được đục chạm thêm các chi tiết hoa lá tây, và phần bên dưới được làm chia làm các cái phần lam ô rất là đẹp quý anh chị nhé. Đấy, ở giữa này thì cũng được làm một cái cục gỗ gõ lào rất là đẹp, quý chị có thể theo dõi. Và đây là chiếc giường sau khi được làm hoàn thiện sẽ có giá là 18 triệu tại Mộc Nam Huy, trên kích thước là 1m8 và dài 2m. Ngoài ra thì sẽ có kích thước ngắn hơn đó là 1m6, thì sản phẩm này sẽ có giá là 17 triệu quý anh chị nhé, chênh lệch nhau 1 triệu trên một cỡ. Và khi lắp ráp những chiếc giường thì Mộc Nam Huy xin khuyến khích quý anh chị là khi chúng ta lắp ráp giường thì cái phần đầu giường chúng ta nên để nó sát vào tường, và tương tự với một mặt bên hông chúng ta cũng để sát vào tường. Thì khi nó có hai cạnh giường được để sát vào tường vuông vức như này thì chiếc giường nó sẽ tăng thêm cái độ cứng cáp cho quý anh chị nhé,
đó là trên tất cả các cái mẫu giường chứ không riêng gì một cái mẫu giường nào cả. Và ngoài ra thì quý anh chị có thể sử dụng các cái mặt phản gỗ bích, mặt phản ván được đóng sát đóng liền thì anh chị có thể cộng thêm 2 triệu, và cụ thể là chiếc 1m8 này thì sẽ có giá là 20 triệu chẵn quý anh chị nhé. Vâng, và đây là clip Mộc Lan Huy giới thiệu đến tất cả quý anh chị về chiếc giường được làm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ và mô chám gỗ gõ là. Đây là một trong những mẫu giường nữ hoàng có cái chiều rất là cao và dành cho quý anh chị thích các cái phần đục chạm và thích các cái phần bông vân gỗ tự nhiên. Ở đây là một trong những mẫu giường cao cấp, giá trị rất là cao. Và quý anh chị hoàn toàn có thể liên hệ trước Mộc Nam Phi để đặt hàng mộc và kiểm tra cũng như là ký nhận trước khi sơn. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị trong các video kế tiếp của Mộc Nam Phi.